Hello anh em đến với trung tâm guitar Việt, thì sắp tới shop mình sẽ tổ chức chương trình tri ân khách hàng giảm giá lên tới 7% tất cả các mặt hàng trong shop, cụ thể là vào từ ngày 15 tháng 5 tới ngày 25 tháng 5 các bạn. Và cụ thể là một số mặt hàng như là dây audio chính hãng giảm còn 45.000 cho một sản phẩm, những mặt hàng như là cabo fender, dây giác cắm 3m giảm còn 15.000 cho một sản phẩm, dòng ca dông SR02 giảm còn hơn 300.000, những cái dòng ca dông cao cấp như là ca dông Crush 01 giảm chỉ còn 370.000. Và những cái dòng guitar giảm, ví dụ như guitar CV15, SAC20 giảm chỉ còn 1.1 triệu. Những dòng guitar tầm trung như là S160 giảm còn 1.250 triệu. Dòng guitar cao cấp như là S24 giảm còn 1.9 triệu. Dòng guitar SAC25, S30 giảm tầm hơn 2 triệu. Và những dòng như là guitar S32 giảm còn 2.350 triệu. Và lưu ý là những cái ưu đãi này chỉ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 tới ngày 25 tháng 5, nên các bạn nào số lượng có hạn, nên các bạn nào đang quan tâm sản phẩm của shop thì mình nhanh chóng đặt hàng để nhận được những ưu đãi từ shop nhé. Ok, và sau đây mình sẽ set một số dòng guitar cho các bạn nghe âm thanh, giới thiệu một số dòng guitar giảm giá. Đầu tiên trên tay mình đây là dòng CV135. Dòng này đang giảm còn 1.1 triệu nha các bạn. Dòng trên tay mình tiếp theo đây, trên tay mình là dòng SAC20. Dòng mà guitar cao cấp như là guitar S24 nha các bạn. Thank you.
Ok, và các bạn nào đang quan tâm tới những cái sản phẩm mà shop đang chuẩn bị giảm giá thì các bạn có thể click vào cái nút tìm hiểu thêm, mình để cái link để bên dưới bài viết và bên dưới cái video này. Và ngoài ra có rất là nhiều sản phẩm đang sale, rất là nhiều ưu đãi đang chờ các bạn săn đón. Và các bạn nào nha, các bạn nhanh tay để nhận được những cái ưu đãi từ shop nhé. Và ngoài ra khi các bạn mua hàng, các bạn còn được mua đàn, ví dụ như mua đàn guitar thì các bạn còn được tặng kèm phụ kiện và bảo hành 12 tháng. Và shop mình có ship hàng toàn quốc nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ạ.